Đầu tiên thì để làm cá nhỏ trước đi. Mình đánh cái này nó có cái dãy nó hơi cứng thì bây giờ mình đánh dãy nó đi. Thật ra lâu rồi cũng không có làm cá, toàn mua ở ngoài chợ về xong à. Ta làm sẵn hết trơn rồi ăn cũng như thấy này nó có dãy thì mình đánh dãy nó đi. Đó. Mình đánh dãy cho nó sạch dãy đi. Cái dãy này nó cứng quá. Để dãy chắc ăn được. Thì giờ xong, đánh dãy xong thì giờ mình cắt mang. Ủa cắt cái vây. Cắt cái vây nó đi, cắt cắt đuôi. Cắt đuôi. Rồi xong mình cắt cái nhưng mà mình nghĩ cá này mình cũng không biết làm lắm, mình thử thôi, mình bỏ đầu luôn, không biết những mà bỏ đầu luôn đi, bỏ đầu bỏ mang ha, bỏ mang. Thì đây mình sẽ lâu lắm rồi, giờ già rồi mà đồ cá tươi ghê đi, nó máu quá không. Cá rất là tươi, nó đi câu vừa dưới biển lên là nó bỏ vô thùng đá liền, hình thử nó đem về rất là tươi. Thì bây giờ bắt đầu ở đây mình mới cắt cái ruột mổ cái bụng nó ra luôn. Ui cá có trứng nhưng mà cái này chắc bỏ luôn á, cá ruột nó đen lắm đi. Đưa coi coi. Nó có hai cái bùn trứng nè. Nhưng mà sao không biết cá làm sao cái ruột nó đen quá. Giờ mình phải nạo hết cái phần đen này ra. Cắt cái dây này đi. Cái ruột nó đen quá. Mình phải bỏ hết cái phần đen này đi. Hay là cái giống cá nó vậy? Thì chắc cái loại cá nó vậy, nhưng mà mẹ phải lát hồi nữa mẹ phải rửa muối, rửa chanh rồi chứ đâu có rửa nước lọc không được, có nước lạnh không được. Phút chưa? Cái này bi nó... này con làm... Đi. Cái màng bụng của nó ra luôn, nó đen á. Đem về hai lon bia nữa chứ. Chắc đi chơi mua uống. Đó. Rồi, vậy cái lát mình rửa muối rồi lại mình cạo sạch ruột rồi nữa, ok. Đó. Rồi bây giờ tới phần con.